Thưa quý vị, chuyến xe lửa tự do Syra đến thành phố Strasbourg, quốc gia Pháp, một bản tin từ Strasbourg. Một chuyến xe lửa đặc biệt được đặt tên là chuyến xe lửa tự do Syria đã chở hơn 300 đại biểu đối lập vừa đến thành phố Strasbourg để tham dự một đại hội liên quan đến thời kỳ hậu chiến Syria. Sau cuộc họp thượng đỉnh tại Marrakech kết thúc vào hôm thứ Hai, chuyến xe lửa tự do Syria tiếp tục đưa đón phái đoàn đối lập Syria, tiếp tục hành trình vận động tại châu Âu, nhằm kêu gọi hợp thức hóa hội đồng đối lập SNC là đại diện đối lập duy nhất, nhằm đối chọi lại Tổng thống đương nhiệm Bashar al-Assad. SNC đang ra sức vận động cộng đồng thế giới, đặc biệt là tại châu Âu, hỗ trợ tiến trình chuyển tiếp lực đổ al-Assad và xây dựng một thể chế Hồi giáo dân chủ. Đại diện phong trào đối lập tại Pháp, ông Monsieur Marcos, trả lời tới cơ quan địa phương rằng phái đoàn tự do SNC đang tìm ra sự hậu thuẫn và vận động chính trị tại châu Âu, hỗ trợ phong trào đối lập, lật đổ nhà độc tài Assad đã áp đặt chế độ cai trị bao nhiêu năm nay tại Syria. Cuộc nội chiến Syria kết thúc nhanh chóng hay không đều hoàn toàn tùy thuộc vào sự hợp tác của cộng đồng thế giới.